Ok, đang ở nhà 1902 Glenbrook ở bên Garland. Hàng rào hơi cũ, 8 feet. 3 phòng, 2 bathroom. Máy lạnh với máy sưởi hơi cũ. Ở ngoài tạm thời không thấy đường nứt nào, gutter tí bị hư nó xài xuống, nhưng mà cái đó cũng không phải chuyện lớn. Gutter nếu mà thay nguyên bộ nguyên nhà luôn mới khoảng ngàn mấy. Hở cửa sổ một bên, nứt một bên, thấy đường nứt không? Foundation mà giá này rất là mềm luôn. Drive dài. Khúc đây có một cái hàng rào cũ nữa. Nó không nối ra mấy hàng rào gỗ. Khúc đây nó thấy nó hơi bị mục nè, cái gỗ á. Cái khu là tốt á, ok đó. Không phải tốt mà vẫn ok thôi. Phòng khách, bước vô nhà phòng khách. Nhà cần sơn lại, sàn nhà cần làm lại, thảm hay gỗ. Trong nhà cũng thấy nứt tí mà cũng không phải nhiều. Tí ở đây, trên đây tí, đây tí. Bước vô cái hallway, muốn ngoài sau đó là phòng ngủ lớn, phòng ăn. Bên trái đây là hai phòng ngủ với một phòng vệ sinh. Bathroom cũng phải cần làm lại sơ sơ. Cái tủ này cũng còn được nè. Phòng ngủ thứ nhất cũng ok, cũng không phải nhỏ mấy. Trên nhà 8 feet. Phòng này cần làm sàn nhà và sàn lại thảm hay gỗ. Sơn lại phòng này thì sẽ sơn nguyên nhà luôn. Mà cái giá này nó mềm. Có cái tủ phòng ngủ thứ hai bên hông. Có bị nứt nè. Nhưng mà khúc này là cái phía bên cái máy lạnh đó, ở ngoài. Phòng ăn. Chỗ để tủ lạnh đây. Máy nấu ăn rửa chén cũ, tủ cần sơn lại. Ít nhất cũng có cái countertop bằng đá. Backyard. Sau này nếu mà làm cái hàng rào lại là nối ra ngoài sau luôn. Nhà này chắc cũng phải bỏ vô 20-30 ngàn làm lại. Garage hơi khó tới, tại trong đây không có điện. Bình nó nóng cũ, trung bình nó thay cái mới khoảng ngàn ngàn rưỡi. Máy sưởi nó nằm trong garage cũng ok. Mấy cái tủ này trong cái hallway là máy giặt máy sấy. Để coi lại hallway trước khi vô phòng ngủ lớn á, cái tủ đó. Này là phòng ngủ lớn. Phòng vệ sinh. Ok, sau nhà này á, là phải làm lại sơn nguyên nhà, làm sàn nhà,
Máy lạnh, máy sưởi, coi như phải làm lại luôn đi. Sớm muộn nó bị hư, không biết còn bây giờ work không mà sớm muộn bị hư. Chủ nhà nó lại không biết cái máy nhà nó mấy. Có thể là mình nghĩ là cũ rồi đó. Coi mình phải tính là ok, sao này phải thay lại. Trung bình thay đó khoảng maybe 7-8 ngàn tới 12 ngàn đi. Đó. Còn mấy chuyện lặt vặt nữa, sau trung bình là khoảng 20-30 ngàn, có thể lên tí. Ok, thắc mắc gì cho anh biết. Bye bye.